Ngày 11 tháng 11, Trung Quốc đã nới lỏng một số giới hạn COVID-19, bao gồm rút ngắn thời gian cách ly từ 7 ngày xuống còn 5 ngày đối với những người có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh và với khách du lịch trong nước. Ngoài ra, Trung Quốc cũng bỏ một số hình thức phạt đối với các hãng hàng không để lọt nhiều khách nhiễm COVID-19. Chị Giang, một cư dân Bắc Kinh, tỏ ra vui mừng vì chính phủ đã thay đổi các nỗ lực truy vết. Tôi nghĩ các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa khá tốt. Mọi người nên hiểu các biện pháp này để làm gì. Không khả thi nếu có 10 người phải hy sinh cho chuyện một người gây ra nếu họ nhiễm bệnh, vì như vậy cũng ảnh hưởng đến tình hình kinh tế. Nhưng cho dù là ảnh hưởng cả nước hay chỉ một công ty, thì mọi người cần tập trung vào tình hình kinh tế. Chúng ta nên nỗ lực để giảm thiểu tác động tiêu cực. Việc nới lỏng các quy tắc được đưa ra một ngày sau khi Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị của Trung Quốc thảo luận về dịch COVID-19 trong cuộc họp do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì. Số ca mắc COVID-19 đã đạt mức cao nhất kể từ khi Thượng Hải phải phong tỏa trong năm nay. Quảng Châu hiện là nơi có số ca nhiễm cao nhất. Mặc dù vậy, Ủy ban nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm thiểu tác động của việc ngăn chặn dịch đối với nền kinh tế. Động thái này đã giúp thị trường lạc quan, chỉ số CSI 300 của Thượng Hải tăng gần 3% và đồng nhân dân tệ mạnh lên ở mức 7,06 nhân dân tệ ăn 1 đô la Mỹ, là mức mạnh nhất kể từ hôm 22 tháng 9. Sau quyết định của chính phủ, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua lượng cổ phiếu Trung Quốc trị giá hơn 2,1 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong vòng 2 tháng. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm nóng toàn cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm nóng toàn cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.